Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở châu Phi, bạn cùng bạn bè lái một chiếc xe Jeep trong một thung lũng nóng bức. Cái xe băng qua một đàn sư tử, linh cẩu và hươu cao cổ, rồi bạn dừng xe gần chỗ một số con voi. Những con vật khổng lồ đồ sộ này đi ngang qua và khiến bạn nhận ra mình nhỏ bé như thế nào. Đột nhiên, những con voi hoảng sợ, giương vòi và hét lên. Bạn nhìn xung quanh và cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Trên bầu trời, bạn nhìn thấy một cái máy bay có vẻ ngoài lạ lùng, những con voi bỏ chạy. Khi cái máy bay đang tiếp cận bạn, thì bạn nhận ra đó không phải là máy bay, mà là một con chim săn mồi khổng lồ. Nó là đại bàng hung. Con chim ấy to hơn máy bay tư nhân, nhưng nhỏ hơn Boeing. Con chim có kích thước khổng lồ đang đến gần đàn voi với tốc độ nhanh sửng sốt. Những con voi không thể thoát được. Với đôi chân có móng vuốt sắc, con chim vồ lấy con voi lớn nhất, vỗ cánh và đưa con mồi lên trời. Luồng khí do cánh chim tạo ra khiến chiếc xe Jeep của bạn gần như lật nhào. Chào mừng bạn đến với thế giới của những con chim săn mồi to bằng máy bay. Thực ra thế giới này không phải là viển vông. 6 triệu năm trước, Argentavis magnificens là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên bầu trời. Loài động vật ăn thịt này dài 3,5m và có sải cánh khoảng 7m. Con chim này có kích thước tương đương một cái máy bay 2 tầng cánh nhưng nặng hơn nhiều, khoảng 72kg, nghĩa là bằng trọng lượng trung bình của một người trưởng thành. Nhờ chiếc mỏ to khỏe, Argentavis magnificens có thể nuốt chừng cả một con thỏ. Chà, đó là 6 triệu năm trước. Hiện nay, loài chim lớn nhất là thần ưng Andes. Chúng nặng tới 15kg, bằng một chú chó nhỏ và sải cánh của chúng là khoảng 3m, nghĩa là dài hơn chiều cao của tất cả các vận động viên NBA. May mắn thay, những con chim này là kền kền, chúng ăn xác và không tấn công động vật sống. Trong một thế giới mà ở đó, tất cả các loài chim đều to bằng máy bay, thần ưng Andes sẽ lớn bằng một chiếc Boeing dân dụng. Và cũng giống như Boeing, loài này sẽ cần rất nhiều không gian để cất cánh. Các cơ của thần ưng sẽ không thể nâng được một trọng lượng lớn như vậy lên không trung. Đầu tiên, con chim cần leo lên một ngọn núi rất cao. Từ ngọn núi đó, nó sẽ chạy xuống và tăng tốc trước khi có thể cất cánh. Những lần bay của thần ưng sẽ kết thúc bằng việc hạ cánh khẩn cấp. Nếu con chim này sống tại vùng nông thôn và quyết định hạ cánh ở một ngôi làng nhỏ, thì nó sẽ phá hủy tất cả nhà cửa và đường xá. Sẽ chỉ còn lại bụi và đổ nát thay vì một thị trấn. Kích thước chính là mối nguy hiểm duy nhất đến từ loài chim này vì nó thuộc loài kền kền. Tuy nhiên, đại bàng và diều hâu thì không phải vậy. Trên thực tế, những loài chim này săn các con mồi có kích thước lớn. Chúng có thể dễ dàng dùng chân quắp cá hồi, khỉ hoặc lươn. Và nếu to bằng một chiếc máy bay, người, bò và voi sẽ là những món khoái khẩu của chúng. Hiện tại, chúng cần nhiều thức ăn hơn vì kích thước đã tăng lên đáng kể và các món thông thường sẽ không đủ. Loài chim sẽ đứng đầu chuỗi thức ăn và nhân loại giờ đây phải đối mặt với một số vấn đề. Chim ưng đuôi lửa là loài chim săn mồi phổ biến nhất ở Bắc Mỹ. Thông thường, loài chim này có thể được tìm thấy trên nóc của các tòa nhà chọc trời tại thành phố New York. Giờ hãy tưởng tượng đến cảnh những con chim to bằng một chiếc phi cơ bay tới thành phố và hạ cánh trên một tòa nhà chọc trời nào. Chúng chẳng cần rời thành phố để tìm con mồi. Mồi của chúng kia đang chạy qua các dãy phố nằm giữa những tòa nhà lớn. Chim ưng sẽ làm hỏng mái nhà. Vì thế, người ta phải tạo ra những tấm lưới phòng thủ đặc biệt có thể phóng điện và treo chúng lên mái của từng ngôi nhà. Chim cắt lớn là một trong những loài chim săn mồi phổ biến nhất trên thế giới. Chúng săn mồi không chỉ trên mặt đất mà còn cả trên không. Khi đang bay, chuyện bắt rơi không phải là vấn đề với chúng. Khi chúng thay đổi kích thước thì con rơi nọ sẽ được thay thế bởi những chiếc máy bay. Khi thấy con mồi, chim sẽ lao xuống với tốc độ 320 km/h. Đây là tốc độ của một chiếc siêu xe đắt tiền. Và tất nhiên là tốc độ này sẽ tăng lên gấp 10 lần nhờ trọng lượng của con chim cắt khổng lồ. Còn khi lặn, nó nhanh hơn cả một chiếc máy bay chiến đấu phản lực. Và chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất đến từ đại bàng vàng. Đây là loài chim săn mồi lớn nhất thế giới. Móng vuốt và cái mỏ nhọn bên cạnh tầm nhìn sắc bén cùng tốc độ cực cao chính là những vũ khí khiến nó trở thành loài chim mạnh mẽ nhất. Khi ở kích thước bình thường, chúng cũng đã có thể tấn công cả hươu. Còn giờ, hươu chỉ là con mồi nhỏ nhất của sinh vật này. Mọi người sẽ phải chế tạo những tấm chắn đặc biệt hoặc vũ khí sóng âm để tránh các cuộc tấn công đến từ loài chim này. Đây sẽ không phải là vấn đề tại các thành phố lớn, nhưng ở thị trấn và những làng mạc nhỏ, cư dân sẽ chỉ biết sống ngày nào hay ngày ấy. Đại bàng có thể nhìn thấy chúng ta từ nơi cách đó hàng chục km. Chiến đấu với loài chim sẽ chẳng khác gì đánh rồng. Lông của đại bàng to lớn sẽ trở thành một vật liệu xây dựng đắt tiền.
Chỉ cần 3 hoặc 4 chiếc lông của một loài chim săn mồi thôi là bạn đã có thể bảo vệ nhà mình khỏi mưa gió rồi. Chim săn mồi có một cơ chế bám độc đáo ở bàn chân, do các cờ cũng hoạt động khi mang theo mồi. Vì vậy, chúng có thể vận chuyển vật nặng trên một quãng đường dài. Nếu con người thuần hóa được loài chim thì chúng ta có thể dùng nó làm máy bay chở hàng. Giống chim bồ câu đưa thư, nhưng thay vì đưa thư, chim sẽ vận chuyển hàng hóa nặng. Tuy nhiên, hầu hết các loài chim sẽ không để con người thuần hóa chúng và sẽ chiến đấu với chúng ta nhằm tranh giành lãnh thổ. Đi lại vào ban đêm sẽ an toàn hơn vào ban ngày, nhưng rủi ro vẫn còn đó. Hãy tưởng tượng đến cảnh bạn đang đạp xe về nhà vào buổi tối bằng một con đường tắt xuyên rừng. Bạn đạp xe trên con đường mòn trong khu vực rậm rạp nhất của rừng và nhìn thấy một thứ gì đó kỳ kỳ. Bên trái bạn, những ngọn cây bắt đầu rung chuyển, lá cây xào xạc lên hồi. Như thể một cơn gió mạnh đang lặng lẽ rung rinh đám cây đó vậy. Điều này thật kỳ lạ vì những cái cây khác im lặng đứng yên. Bạn nhìn chằm chằm vào bóng tối. Hai con mắt to bằng quả bóng rổ sáng bừng giữa những tán lá. Không phải lá hay cây đang rung rinh mà là lông vũ. Bạn đã gặp cú, một trong những kẻ săn mồi ban đêm điêu luyện nhất. Bạn bỏ chạy, cố đạp càng nhanh càng tốt, hy vọng rằng mình đã cắt đuôi được kẻ săn mồi. Không gian thật tĩnh mịch. Bạn nhìn xung quanh và thấy con cú đang bay lặng lẽ phía sau bạn. Bộ lông giúp nó bay trong im lặng để có thể nghe rõ con mồi. Bạn đi ngang qua một đàn ngựa đang ngủ và con cú chuyển sự chú ý sang chúng. Trong rừng, ngoài đồng, trên núi và cả thảo nguyên, chim săn mồi gây hỗn loạn khắp nơi. Tuy nhiên, những sự kiện đáng kinh ngạc nhất lại xảy ra ở đại dương. Ó biển phương Bắc là loài chim chuyên theo dõi con mồi từ trên trời. Ngay khi phát hiện ra một con cá thì ó sẽ bay xuống với tốc độ cực cao và lặn sâu xuống nước để kiếm bữa trưa. Tại thế giới mới, những con chim này to bằng máy bay và do đó chúng săn cá mập lẫn những loài cá lớn khác. Chúng sẽ khó chịu nếu tàu đánh cá của ai đó cản trở bữa tối của chúng. Ó biển dùng mỏ xuyên thủng boong tàu từ trên không như là một cái búa rộng xuống vậy. Và tất nhiên, những cá nhân dũng cảm sẽ cố gắng thuần hóa loài chim này cho vui. Để thuần hóa một con chim săn mồi, bạn phải leo lên đỉnh núi cao và lấy trộm một quả trứng lớn từ tổ của nó. Chim non có kích thước bằng một chú chó sẽ cần rất nhiều thức ăn. Nhưng nếu kiên nhẫn thì vài năm nữa bạn sẽ được đồng hành với một người bạn cực kỳ kỳ lạ đấy. Hãy tưởng tượng đến chuyện bạn đã huấn luyện được một chú chim cắt lớn. Bạn cùng nó đang bay rất cao và nhanh trên trời. Trong khi bay, bạn gặp một phi công khác đang ngồi trên một con đại bàng vàng. Một cuộc chiến trên không bắt đầu. Và rồi thế giới của chúng ta sẽ giống như một bộ phim viễn tưởng của những chú chim chứ không phải rồng.